Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món, đó là món cá tra bè kho dưới hành và ớt. Không, nhìn cái dĩa cá tra bè kho dưới hành và ớt của mình là rất là ngon và hấp dẫn luôn. Khi ăn thì mình ăn với rau nè, cải và miếng rau thơm. Món này ăn với cơm nha. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có nè, cái này là bốn khứa cá tra bè, này là phần giữa nha. Mình kho, mình mua về mình kho nên mình chỉ mua phần giữa thôi, bốn cái khứa giữa này nè, nãy chắc cũng 700-800 gram á. 2-3 cọng hành, rồi về trái ớt, và kèm theo đó là gia vị nha, nước màu, đường, muối, bột ngọt, nước mắm. Bây giờ mình bắt đầu mình kho cá nha. Mình sẽ bắt cái chảo lên bếp, sau đó cho dầu ăn vào, cho vào 2 muỗng canh đường để mình thắng lấy nước màu á, rồi dùng đũa đảo đều cho đường nó vàng. Mình đảo đều tay nè, đường của mình nó vàng lại đó. Bạn canh cái màu cho nó vừa vàng nha. Rồi mình cho cá vào, đừng có để đen quá thì nó sẽ bị cháy khét á. Rồi sau đó mình sẽ cho cá vào, trở từng miếng cá bạn, cho nó áo đều nước màu. Thấy không, nước màu đường không, nước màu mình thắng từ đường là nó lên màu rất là đẹp luôn, cái màu rất là đẹp không. Nước màu đường cái màu lên rất là đẹp luôn. Mình tự làm ở nhà như vậy nó sẽ đảm bảo nha các bạn, không có sợ phẩm màu, không có sợ quá chất gì hết á. Sau khi mình cho cá vào là lúc này mình sẽ nêm nếm luôn, cho vào nước mắm khoảng chừng 2 muỗng canh nước mắm. Đường 1 muỗng canh đường, 1 muỗng bột ngọt. Rồi tiếp tục nè, đợi khi mà cá của mình nó sôi lên săn lại, cái mình trở nhẹ nhàng, mình trở ra cái cho hai mặt nó săn đều nha. Đợi khi mà cá nó săn đều hai mặt nè, rồi mình sẽ cho nước vào. Rồi mình sẽ cho nước vào nha. Bạn cho nước có xăm sắp mặt cá để cho cái độ cái nước nó đủ để cho chín cá nha. Cho nước vào thì mình tiếp tục mình kho, mình đợi cho cá của mình nó sôi lại. Nó sôi lên có bọt mình sẽ vớt cho sạch bọt. Cá của mình là nó sôi lên nè, có bọt thì mình sẽ vớt sạch bọt nha. Khi mà mình vớt sạch bọt rồi thì mình vẫn tiếp tục kho cho nước nó sạch lại. Mình nhẹ nhàng trở con cá. Rồi tiếp tục kho đến khi mà cá nó cạn lại thôi. Lúc này mình sẽ nêm nếm ra cho vừa ăn luôn nha. Cái phần nêm nếm thì các bạn nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình. Rồi cho ớt vào luôn. Cho ớt lúc này nè, để cho ớt nó chín luôn. Rồi mình kho đi, mình kho đợi cho đến khi cá nó sệt lại, mình cho hành vào. Không, cái món này rất là đơn giản luôn á. Rồi cá của mình nè, bây giờ bắt đầu nó nước nó bắt đầu nó sắc lại đó. Tiếp tục kho xíu nữa cho nước nó sệt lại nha. Rồi hành lá nè, lúc này mình sẽ sắc luôn nha. Cắt nhỏ. Rồi cho vào, tắt lửa luôn được rồi nha. Vậy là đã xong món cá tra bè kho dưới hành và ớt nha. Múc ra. Vậy là mình đã chia sẻ xong món cá tra bè kho dưới hành và ớt. Và cái đĩa cá nè, rất là ngon, rất là hấp dẫn.
thịt cá mềm ngon, kho hả đậm đà, thơm á, mùa thơm lừng mùi hành và ớt, rất là ngon. Cái này á, khi ăn á, thì mình ăn với rau nha, miếng rau sống và xà lách chấm vào, ăn với cơm nóng rất là ngon luôn á. Ngon quá. Đơn giản như vậy là mình đã chia sẻ xong món cá tra bè kho với hành ớt nha các bạn. Hy vọng với những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào các bạn.